Nổi tiếng trên khắp thế giới, nghệ sĩ Phan Yang không chỉ được biết đến bởi tài năng biến hóa bong bóng trở nên hấp dẫn lạ mắt, mà gây bất ngờ đối với ai từng xem anh biểu diễn. Chương trình Phan Yang Bubble World sẽ diễn ra định kỳ vào tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 tại khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi ở Hà Nội Bubble World. Thời gian qua, nam nghệ sĩ còn tích cực hoạt động từ thiện cũng như tặng quà và biểu diễn miễn phí cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật tại Việt Nam.